Câu 7, bây giờ chúng ta bắt đầu câu 7. Ôn tập học kỳ tiếp. Bài 7. Một ô tô chạy đều trên đường nằm ngang với vận tốc là 54 km/h. Một ô tô chạy đều trên mặt đường nằm ngang V bằng 54 km/h. Đấy, công suất của động cơ ô tô P bằng em vào đi 72 kW. Câu 1 là tính lực phát động của động cơ, tính F. Câu 2 là tính công của lực phát động khi ô tô chạy được quãng đường 2 km, tính A bằng bao nhiêu khi S bằng 2 km. Đấy, bài giải nào. Đấy, siêu siêu dễ nào. Bài Nam nào. Ngước tập P. P thì bằng tổng bằng A trên gì nhỉ? A trên T, đúng rồi. Mà A thì là bằng F nhân nhân S chia T. Đấy. Thế sau đó thì các em tách ra là F nhân S trên trên T. Mà F thì để nguyên, S trên T thì bằng gì? V. Vậy từ đó em rút ra công thức là P bằng F nhân V. Đấy. Công thức này các em nên học cho thuộc để nó nhanh. Để thầy chứng minh tổng quát thôi. Thế sau này chúng ta áp dụng thức P bằng F nhân V cho nó nhanh để làm trắc nghiệm. Mời em. Lực phát động tức là lực kéo của động cơ. Khi động cơ nó chạy đúng không? Thì nó tạo ra một cái lực để nó làm cho động cơ, làm cho cái con ô tô nó bay về phía trước, nó chạy về phía trước. Thì cái lực đấy gọi là lực phát động. Chính xác, nó chính là lực kéo thôi. Em tưởng tượng là thay vì có cái thằng khác kéo thì cái ô tô là nó tự nó đi đúng không? Thì cái lực đấy nó không khác cái lực kéo cả. Thế các em hiểu công thức này chưa? Đấy, ghi vào. Sau đó thì các em cũng khung vào nhẩm cho thuộc P bằng F nhân V. P bằng F nhân V, công thức này các em rất hay dùng. Bạn nào đóng cái bật quạt nhá. Các bạn vừa đến thì các em khẩn trương bắt kịp vào đi. Em lần sau em đi học em phải đi xong để đi đứng về đúng giờ vào nhá. Em cứ đi lung tung thế làm bố mẹ em cứ phải đi tìm, nó vất vả lắm em ạ. Hai nữa là em phải tạo ra cái sự gọi là cái tín nhiệm. Đấy, tin tưởng của bố mẹ. Ví dụ em thích đi đâu thì em xin hẳn một cách công khai rõ ràng thì bố mẹ em đỡ lo lắng, em hiểu chưa? Thầy cũng sốt ra ruột, mẹ em gọi em về trưa mà thầy bảo là về từ lúc 9:30 mà bây giờ lúc 11 giờ kém. Đấy, vẫn chưa thấy về. Thầy cũng sốt ruột, không biết là đi đâu làm gì. Đi đâu không thế em phải chuẩn chỉnh. Nếu mà em như thế nào em phải báo với bố mẹ em. Đấy, thì mượn điện thoại mà báo để bố mẹ em đỡ lo lắng. Mình là đàn ông rồi, mình lớn rồi, phải có trách nhiệm, sống phải có trách nhiệm em ạ. Đặc biệt là để bố mẹ lo lắng là một cái điều rất là không tốt. Bố mẹ mình còn bao nhiêu việc để mà phải lo, cáng đáng cả cái nhà này, có phải cả cái gia đình có phải là đơn giản đâu. Thế mà cứ để bố mẹ phải suy nghĩ bận tâm mình nhiều quá không tốt đâu. Em hiểu không? Đấy, mình chưa làm được cái gì lớn cả. Thôi thì tốt nhất là mình cứ làm những việc nhỏ đi, tức là làm nào để tạo sự tin tưởng của bố mẹ. Sau này mình lớn, mình làm được kinh tế, mình báo đáp bố mẹ sau. Thế nhưng bây giờ mình chưa làm được cái gì lớn thì cứ làm cái nhỏ đã. Đấy, làm sao mà tạo cái sự tin tưởng. Khi bố mẹ tin tưởng rồi thì cuộc sống của mình nó sẽ thoải mái lắm em ạ. Đi đâu bố mẹ cũng giám sát, đi đâu cũng phải hỏi, đi đâu cũng phải tra, đi đâu cũng cũng phải mất tự do.
Đấy, nó rất là, cuộc sống rất là mệt mỏi. Các em nhớ,